Chiều ngày 11 tháng 9, Ủy ban nhân dân thị xã đã tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về triển khai kế hoạch thực hiện chỉ tiêu cấp nước sạch và triển khai các giải pháp tiếp tục nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch trên địa bàn thị xã. Các đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Lê Văn Độ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đồng chủ trì. Dự họp còn có đồng chí Nguyễn Văn Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, trưởng các đoàn thể thị xã, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn đơn vị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường. Để đảm bảo sức khỏe của cộng đồng gắn với mục tiêu tiếp tục nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch theo tiêu chí xây dựng thị xã Đông Triều trở thành thành phố Đông Triều vào năm 2023. Thời gian qua, thị xã Đông Triều đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan phòng ban chuyên môn, các địa phương đồng hành vào cuộc cùng xí nghiệp nước Đông Triều và các đơn vị quản lý khai thác kinh doanh cấp nước trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân sử dụng nguồn nước sạch từ hệ thống cấp nước do các đơn vị đầu tư. Nguồn nước đã được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường thực hiện rà soát từng địa bàn khu dân cư, hộ dân sử dụng và chưa sử dụng nước sạch tại những vùng đã có mạng lưới cung cấp nước của đơn vị để triển khai các giải pháp mở rộng hệ thống cấp nước sạch cho người dân, nhất là địa bàn có tỷ lệ đấu nối thấp như Tràng An, Kim Sơn. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nguyễn Văn Ngoãn yêu cầu các xã phường cần tiếp tục rà soát, có kế hoạch chi tiết về việc thực hiện chỉ tiêu cấp nước sạch trên địa bàn, trong đó chỉ rõ những khu cụm dân cư đã có đường ống nước sạch, số hộ đã đấu nối đồng hồ và sử dụng nước, số hộ đã đấu nối đồng hồ nhưng chưa sử dụng nước, số hộ chưa đấu nối đồng hồ, để từ đó có kế hoạch giải pháp tuyên truyền vận động người dân. Đối với những khu cụm dân cư chưa có đường cấp nước sạch, cần chỉ rõ khoảng cách số hộ có khả năng đấu nối đồng hồ và phát sinh sử dụng nước. Đồng thời cũng nhấn mạnh, thị xã sẽ quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch trên địa bàn để đảm bảo sức khỏe cho người dân.